Wow, đó là quá đẳng cấp luôn các bạn. Đấy. Nguyên cái thân máy của con 7200 này thì nó chỉ nặng có 1,2 kg thôi anh em nhé. Đấy, thiết kế rất là nhỏ gọn, cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, model của máy đây. Đấy, con này là 7200BL nhé. Đấy, ok, bây giờ em sẽ chi tiết hơn về cái phần thiết kế của máy để cho anh em cùng nắm được nhé. Thì với cái mẫu thiết kế mới này của Hukan, thì với model 7200 này, thì anh em để ý này, cái phần bưởng nhôm của máy nhé, phần này được sơn nhám anh ạ, sờ vào nhám nhám. Đấy, cảm giác nó rất là đẹp, rất là sang luôn các bác nhé. Đấy, khá là dày dặn chắc chắn. Và con này ấy, thì nó sẽ sử dụng là lưỡi cắt là phi 100 anh em nhé. Lưỡi cắt phi 100, đấy, phổ thông. Còn nếu mà các bác mà sử dụng cái lưỡi phi 101 thì các bác, đây là cái đồng tiền nhé. Này, các bác đảo cái đồng tiền này lại. Đấy, là các bác sử dụng được lưỡi kim cương hoặc lưỡi cắt gạch nhé. Đấy, còn bình thường sử dụng lưỡi 100 thì các bác để cái đồng tiền nó như thế này. Đấy, cái này bọn em gọi là cái đồng tiền nhé. Hai cái đồng tiền. Đấy, thì máy có thiết kế là có bóp. Đấy, và có bóp nó sẽ có một cái chốt. Đấy, các bác nếu mà muốn rảnh tay, các bác bóp cái cò này chặt này, xong ấn cái chốt này, nó sẽ tự khóa nhé, máy sẽ tự chạy. Và các bác muốn tắt đi thì các bác bóp cò vào là nó sẽ nhả ra. Đấy, ok. Chân pin của nó là chân pin phổ thông M21 nhé, hay gọi là chân pin 4 phân. Đấy, anh em nào mà chưa rõ thì anh em cứ đo cho em từ bên này sang bên này. Nếu mà 4 phân thì có nghĩa là chân phổ thông nhé. Đấy, thiết kế rất là gọn gàng đẹp. Và con này thì nó sẽ sở hữu tới 5 cấp tốc độ anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, giải rất là rộng, từ 0 đến 7200 vòng 1 phút. Đấy, cái model của máy là 7200 thì nó tương đương với cả là cấp tốc độ của nó cao nhất là 7200 vòng một phút anh em nhé. Đấy, Hukan. Đấy, với cái mẫu mới của Hukan này thì các bác yên tâm, thứ nhất là về chất lượng và cái thứ hai là về cái giá thành, khá là êm luôn anh em ạ. Đấy, chỉ có hơn 600.000 thôi. Đấy, mà các bác đã sở hữu ngay một cái thân máy, đấy, một cái body mài cực kỳ là xịn sò luôn các bác. Rồi, ok, bây giờ em sẽ cùng các bác trực tiếp tháo cái body của máy ra để xem ruột gan nó như thế nào quá nhá. Ở bên cu bơm thì lúc nào cũng khui hết, xem ruột gan nó như thế nào. Rồi, ok. Đấy, đây là toàn bộ ruột gan của con máy mài 7200 nhé. Rồi, ok, cùng em đo thông số luôn. Trước tiên em sẽ đo cái đường kính của cái rô nhé. 25,9 mm anh em nhé. Đo cái chiều dài nhé, chiều dài của rô này. 25,13. Rồi, ok. Đo cái đường kính của cuộn dây anh em nhé. 49,8182 mm. Đấy, anh em nhìn này, dây rất là to luôn nhé. Dây đồng phải nói là siêu to luôn. Đấy, siêu đồng, dây đồng siêu to. Và đây là cái mạch của nó này, mạch con máy mài này. Về cơ bản nhé, cái kích thước của cái mạch này thì em nhìn qua thôi em cũng đoán được rồi. Kích thước phổ thông nhé, 51,64. Đấy, và chiều dài của nó này rơi vào 61,45. Đấy, gọi là mạch 52 x 62 đấy. Đấy, phổ thông. Đấy, mạch rất là phổ thông nhé. Đấy, mạch. Đây là cò bóp của nó đây. Đấy, nhựa này anh em nhìn này, nhựa dày chưa. Đấy, nhựa ABS siêu dày luôn anh em ạ, mềm.
Nó là rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, nhựa này chịu va đập cực kỳ tốt. Đấy, ok. Rồi, toàn bộ về máy em đã giới thiệu khá là chi tiết. Và bây giờ em sẽ cùng các bác trực tiếp đi test con máy mài Hucan 7200 anh em nhé. Đấy các bác thấy không, khi mà trường hợp mà đá bị vỡ một cái là máy nó sẽ tự ngắt luôn anh em nhé. Đấy, bảo vệ cho các bác rất là an toàn tuyệt đối luôn. Wow, đó là quá đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, mọi khi thì em không lắp đĩa vào thì các bác lại bảo là ép như vậy thì nó sẽ không đảm bảo. Đấy, nó sẽ không đúng lực. Đấy, nhưng mà đây nhá, lắp luôn cả đĩa vào. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, ép tải gỗ này bốc khói hết cả lên này. Đấy, mà vẫn chạy ngon lành cành đào nhá. Phải nói là cái khối pin 6A Ultra của Drama rất là đẳng cấp luôn. Và máy mài của Hucan 7200 cũng rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy thì thân máy của con này giá rất là mềm luôn, chỉ có 680.000 thôi. Đấy là các bác có thể sở hữu ngay một cái body của con máy mài Hucan. Đấy, có đầy đủ tay cầm phụ bảo vệ như này. Đấy, ngoài ra thì còn được tặng thêm một cái thước rút 5m của Hucan rất là xịn sò như thế này nữa anh em nhé. Đấy, chữ rất là to, số rất là to. Đấy, rồi ok. Đấy, ngoài ra nếu mà anh em muốn mua thêm pin thì anh em có thể ghép vào đó. Đấy, một cái khối pin của Drama Ultra. Đấy, 6A nhá. Khối pin này có giá là 620.000, có tích hợp sẵn luôn cả cổng sạc USB và con này chạy được cả máy Trung Quốc lẫn máy của Nhật anh em nhá. Đấy, rất là ngon. Và con này khối pin này thì nhựa của nó nhựa ABS siêu dày dặn các bác. Đánh rơi ở trong phạm vi tầm khoảng 2 đến 3 mét đổ lại thì các bác yên tâm là không vỡ vỏ nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn. Các bác mua combo thân máy mài với cả một quả pin bất kỳ các bác nhé. Một quả pin bất kỳ, không phải là loại này, có thể là Hucan, Lavara, Dekton hoặc Drama, thì bên em sẽ tặng thêm cho các bác một cái cục sạc bàn như thế này nữa nhé. Đấy, rất là mềm luôn anh em nhé. Đấy thì các bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em ghi phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác.